xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì đội ngũ Fuji của công ty đi bảo dưỡng sản phẩm theo định kỳ cho khách hàng tại Yên Bái. Đây là đội ngũ kỹ thuật của Fuji đang đi bảo dưỡng sản phẩm chiếc ghế FG686. Kỹ thuật đã tháo bộ phận ra để trao dầu mỡ và kiểm tra linh kiện cho khách hàng để đem đến sản phẩm được sử dụng bền lâu nhất. Chú mua sản phẩm này từ năm ngoái chú nhỉ? Đây là chiếc ghế FG686 khách hàng mua từ năm ngoái, tháng 5 năm ngoái. Đến bây giờ là được hơn 1 năm rồi ấy. Kỳ trước bên cháu cũng đi bảo dưỡng cho mình một lần rồi chú nhỉ? Đó. Thì cứ đến theo chu kỳ 6 tháng một lần bên mình sẽ đi bảo dưỡng sản phẩm cho khách hàng như vậy để đem đến cho khách hàng sản phẩm nó được sử dụng bền lâu nhất. Kỹ thuật đang khởi động cái máy để kiểm tra các động cơ cũng như là linh kiện. Lát dầu chân anh ạ. Đó. Như vậy là kỹ thuật đã bôi dầu mỡ và kiểm tra hết các linh kiện điện tử cho khách hàng xong rồi. Và lát nữa chuẩn bị kỹ thuật bên mình sẽ lau chùi bên ngoài, vệ sinh cho khách hàng, vệ sinh bên trong của chiếc máy ấy.
Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ kỹ thuật bên mình sẽ lau chùi bên ngoài của chiếc ghế, vệ sinh ghế cho khách hàng. Xin chào tất cả các bạn.